Tân Môn kỳ án nổ súng. Giết người rồi. Trinh thám Triệu, anh đến rồi. Trinh thám Triệu, hiện tại có đối tượng đáng nghi không? Trinh thám Triệu, giới thiệu tình hình vụ án cho chúng tôi được hay không? Lựa gì sao? Nói gì đi Trinh thám Triệu, nói vài câu đi. Đừng đi mà. Được rồi, giới thiệu tình hình vụ án cho chúng tôi đi mà. Nói gì đi. Chuyện gì vậy? Thành Cách Cách bị giết rồi. Lớn chuyện đấy. Hiện trường vụ án có nhân chứng không? Lúc đó có một người canh cửa và một người hầu ở trong phủ. Tôi cho người trông chừng rồi. Chờ anh gọi bất cứ lúc nào. Tình hình hiện trường thế nào? Người của phòng pháp y đã đến. Đi. Không được vào. Chưa khám xét hiện trường xong, bất cứ ai cũng không được vào. Này, cô có biết anh ấy là ai không? Mập, chúng ta đi hỏi nhân chứng. Ma Can, cậu canh chừng. Dạ. Là Na Thành Vũ, Na Gia, nổ súng giết chết Cái Cách. Cô nói Na Đại Pháo chính là người trong đội cấm thuốc phiện. Na Thành Vũ, Na Đại Pháo chính là hắn. Sáng nay tầm khoảng 10 giờ, Na Gia, Cách Cách ở trên sau, vừa dùng bữa sáng xong, đang ở trên lầu. Na Gia thứ xuất, tộc Na Bối Lạc của phủ nội vụ, lệ thuộc Tương Hoàng Kỳ, là thanh mai trúc mã với Cách Cách chúng tôi. Từ nhỏ đã có hôn ước. Na Gia đến rồi. Cách Cách, em đi giặt quần áo trước. Đi đi. Anh nhìn anh đi. Tức giận cái gì? Nào, ăn một quả xoài đi. Sợ cái gì? Cùng lắm thì liều chết thôi. Không ai xem ai ra gì. Cách Cách, cô biết tôi đấy. Nếu anh mà nổi điên lên, không ai ngăn cản nổi. Tình hình Na Gia không tốt. Tôi quay lại nơi giặt quần áo. Nào ngờ chỉ nghe thấy một tiếng súng. Tôi nhanh chóng chạy về phòng. Cách Cách. Cách Cách. Cách Cách. Na Gia, sao thế? Na Gia, sao ngài? Na Gia. Cách Cách. Giết người rồi. Lấy dấu chân xong rồi, cậu đã có thể vào. Dạ. Này, vỏ đạn ở đây. Đừng động vào. Không mang bao tay đã lấy vật chứng. Ai dạy cậu thế? Thao tác trình tự cơ bản để lấy vật chứng hiện trường cũng không biết sao.
khiêng thi thể về phòng tuần bổ, chuẩn bị khám nghiệm. Được. Đóng cửa sổ lại, dán niêm phong lên. Dạ. Người chết là Cách Cách, tương đương với công chúa. Tô Giới xảy ra chuyện lớn như vậy, lãnh sự Henry rất tức giận. Được rồi, tôi giới thiệu một chút. Cô Lưu, Lưu Chí Diễn, Triệu Khuê Dũng. Cô Lưu là học sinh hàng đầu học viện cảnh sát Rundo của Đức. Sở trường của cô ấy là khám xét hiện trường phạm tội, phân tích dấu vết. Vì yên bình của tôi với anh, tôi mời cô ấy về. Cô Lưu, nói vài câu đi, bàn luận vụ án trước đi. Được, trinh thám Triệu. Căn cứ theo mô tả và vật chứng của nhân chứng tại hiện trường, hung thủ là Na Thành Vũ, là đại pháo của đội cắm thuốc phiện. Theo mô tả của người canh gác ở phủ Cách Cách, 10 giờ sáng hôm nay, sau khi Na đại pháo chào ông ấy thì vào phòng ngủ tìm Cách Cách. Hà Qua trong phòng đã chứng thực hai người nảy sinh tranh chấp. Na Thành Vũ kích động đập súng lên đàn dương cầm. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng súng. Tình hình anh ta nóng nảy, làm trái quy định nhiều lần, đánh giao với con buôn thuốc phiện. Tôi đã nghe nói đến từ lâu. Hà Qua chạy về phòng ngủ, phát hiện Cách Cách đã trúng đạn. Trước khi chết đã nói ra tên Na Thành Vũ. Sau khi tiếng súng nổ lên, Na Thành Vũ cầm súng chạy ra ngoài, phát hiện một vỏ đạn ở hiện trường, đích thực chính là đạn của súng lục Rup Mauser. Không có người thứ hai. Qua dấu chân lấy được từ hiện trường cũng đã xác thực chỉ có dấu chân ba người: Na Thành Vũ, Thành Cách Cách và Hà Qua. Khốn kiếp. Đã xác định được hung thủ giết người, tôi xin phép phát lệnh truy nã Na Thành Vũ. Tôi phản đối. Phát lệnh truy nã quá sớm. Bất cứ tội phạm nào cũng có động cơ phạm tội. Na Thành Vũ và Thành Cách Cách là người yêu Thanh Mai Trúc Mã, vì sao phải nhẫn tâm giết hại? Tôi cảm thấy động cơ chưa đủ. Tính tình Na đại pháo nóng nảy, nhất thời tranh chấp với Thành Cách Cách, máu nóng dâng trào liền nổ súng. Điển hình nhất thời nảy sinh ý định giết người trong lúc kích động. Cho dù là giết người trong lúc kích động, trước khi một hành động lớn như rút súng và bắn xảy ra, chắc chắn sẽ có sự dao động cảm xúc tư tưởng cực lớn, kèm theo tiếp xúc thân thể kịch liệt. Nhưng mà nhìn hiện trường vụ án và thi thể của Thành Cách Cách, khi vụ án xảy ra không hề có tranh cãi và đánh nhau. Làm sao cô biết? Các vật dụng ở hiện trường vẫn sạch sẽ ngăn nắp, không có chút bừa bộn. Quần áo của Cách Cách cũng rất gọn gàng. Hơn nữa thi thể cũng không có vết thương để lại do đánh nhau. Khoa học rất chính xác. Hai người bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh nào. Giao hung thủ ra. Báo thù cho Cách Cách. Giao hung thủ ra. Báo thù cho Cách Cách. Có gì từ từ nói. Yên lặng, yên lặng. Yên lặng, yên lặng. Có gì từ từ nói. Chúng tôi là đại diện của hoàng tộc Thiên Tân. Tuần cảnh Na Thành Vũ của các người giết chết Thành Cách Cách. Chúng tôi yêu cầu xử phạt công bằng. Giao hung thủ ra. Giao hung thủ ra. Vụ án đang được điều tra, không thể xác định hung thủ. Các người muốn bao che cho hắn sao? Na Thành Vũ có phải tuần bổ của các người không? Giao hung thủ ra. Giao hung thủ ra. Khốn kiếp. Trình Thám Triệu, cô Lưu, hôm nay tôi không muốn nghe các người phân tích thế nào. Tôi chỉ muốn nhìn thấy các người phá án thế nào và bắt tội phạm về. Vị trí tổng thám trưởng người Qua vẫn luôn để trống. Bây giờ tôi tuyên bố, ai phá án trước, người đó sẽ là tổng thám trưởng người Qua tân nhiệm của khu Anh Tu Giới, thống lĩnh phòng tuần bổ. Na Thành Vũ là nhân vật quan trọng của vụ án này. Bắt được hắn mới có tiến triển cho vụ án. Lệnh truy nã không. Một khi phát lệnh truy nã chính là thừa nhận phòng tuần bổ chúng ta giết người. Wilson tiên sinh, tôi vừa về nước, không hiểu lắm về tình hình ở đây. Có thể phái một người cho tôi không? Được. Cô có thể chọn tùy ý.
Tôi. Lão đại, tuyệt đấy. Vị trí tổng thám trưởng là của anh. Đừng nói nhảm. Nói gì thế? Cô gái họ Lưu kia, nhìn là biết còn non lắm, vẫn còn nói nhảm sao? Làm việc đi. Này lão đại, việc cấp bách bây giờ là phải tìm Na đại pháo. Đến đây làm gì? Chẳng phải đội chống thuốc phiện nói gần đây bắt được không ít tội phạm buôn gia phiến sao? Anh Sim, đại pháo này đánh tàn ác thật. Quan sát lại rồi tính. Đội trưởng Dương, Trinh thám triệu mời ngồi. Ngồi đi. Đội trưởng Dương, bắt được nhiều con buôn thuốc phiện như thế, công lao không nhỏ nhỉ? Công lao gì chứ? Giờ phước của Na đại pháo. Mà tôi vừa bị Wilson dạy dỗ một trận. Trước khi tên này xảy ra chuyện, đã đi từ chỗ này ra. Nói không? Nói. Tao hỏi mày lần cuối cùng, Tam Mao ở đâu? Ở đâu? Không nói đúng không? Được. Dừng tay. Na đại pháo, cậu lại muốn gây họa à? Cậu nhìn đi, cậu đánh nữa sẽ chết người đấy. Mau đưa xuống, gọi bác sĩ nhanh lên. Cậu qua đây cho tôi. Cái tính đóng đại của cậu phải sửa đấy. Như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, biết không? Nào. Đúng rồi, hôm nay phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Duyệt cho tôi 20 viên đạn. Truy bắt sau. Có cần đại đội chi viện không? Không cần, không sao. Mấy ngày trước lúc về hang ổ, lão đại Tam Mao chạy mất rồi. Vừa nhận được tình báo, mấy ngày này lại lẻn về Thiên Tân rồi. Được. Tuyệt đối phải cẩn thận. Tôi nghe nói hiện giờ con buôn thuốc phiện công khai lên tiếng, muốn lấy đầu cậu. Không sai. Nghe nói còn ra giá khá đắt. 10.000 đồng đại dương đấy. Được rồi, tôi đi đi. Cậu chú ý an toàn đấy. Cái đầu này đáng 10.000 đồng đại dương đấy. Tôi phải cố gắng bảo vệ lấy. Các cách bảo tôi đến đó một chuyến. Đi nhé, đi đi. Nhưng không được bao lâu, tôi liền nhận được điện thoại của Na Thành Vũ. Alo. Đội trưởng Dương, chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Na đại pháo, chuyện gì thế? Na đại pháo. Alo. Alo. Na đại pháo. Tầm khoảng mấy giờ? Tầm 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi là sau khi xảy ra vụ án nổ súng. Thành Vũ và chúng tôi lại gây họa sao? Không có gì đâu bà. Bọn cháu chỉ đến thăm bà thay cho Thành Vũ. Bà ơi, bọn cháu đều là đồng nghiệp của Thành Vũ. Bình thường luôn nghe Thành Vũ nhắc đến bà. Cảm ơn. Bà ơi, mấy hôm nay Thành Vũ lại không về nhà đúng không? Đúng thế. Mấy ngày trước, buổi tối nó có về thăm tôi xong, nói là có vụ án, rồi nó lại đi.
Bà ơi, hôm nay bọn cháu tan làm, đã nói sẽ đến thăm bà. Thành Vũ không về sao? Trước kia nếu nó tan làm, trở về sẽ nằm lên giường ngay. Vậy liệu nó có đến tìm Thành Cách Cách không? Bà ơi, sao bà không cho Thành Vũ và Cách Cách thành hôn? Ôi trời, ai không cho chứ? Cậu xem, Thành Vũ nhà tôi và Cách Cách được đính hôn từ lúc nhỏ đấy, nên lấy nhau từ lâu rồi. Nhớ năm đó, lão gia nhà chúng tôi cũng là tổng quản của phủ nội vụ, chính là nhị phẩm đấy. Từ sau khi Cộng Hòa, nhà chúng tôi chỉ còn lại căn nhà này và cái giường này. Thối đời bạc biểu. Mấy ngày trước, Thành Dương gia, ông ấy ở Mãn Châu nhờ người đến đây để từ hôn đấy. Bà nói A Mã của Cách Cách không đồng ý sao? Chứ còn gì nữa, ông ấy còn ép Cách Cách đi Mãn Châu, khiến Thành Vũ và tôi tức giận không chịu được. Đội trưởng Dương, có, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu. Bà nói đi. Thành Vũ nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa, cậu hãy khuyên đó, đừng mãi chôn chân ở chỗ Cách Cách nữa. Hiện giờ là dân quốc, cưới ai cũng như nhau, cậu thấy đúng không? Được ạ. Cháu nhất định sẽ cố gắng khuyên cậu ấy. Vậy thì nhờ cậu. Tiểu Ma Can, lật người giúp tôi. Được. Có phát hiện gì không? Đầu đạn. Chứng minh đạn dược bắn từ sau lưng tới, không có xuyên qua, dừng lại ở trước ngực. Đi mua thịt. Thịt phải nguyên miếng, đưa đến phòng hóa nghiệm. Đội trưởng Dương, Na Thành Vũ trở về thì báo ngay cho tôi. Không thành vấn đề. Còn nữa, cho tôi địa chỉ nhà cha mẹ của Na Thành Vũ ở thôn Dương. Không thành vấn đề. Này, anh xem, đang làm gì thế nhỉ? Làm gì thế? Nhìn xem, đóng đinh thịt heo. Súng của Na Thành Vũ là súng lục Krupp Mauser. Không sai, phòng tuần bộ trang bị đều là súng Mauser C96, tầm bắn xa, lắp được nhiều đạn, uy lực lớn. Móc súng. Bắn. Nổ súng. Được. Nhìn đi. Nhìn gì hả? Nhìn gì? Giải tán đi. Hai người họ làm gì thế? Quan tâm làm gì? Tóm lại đêm nay chúng ta có thịt ăn rồi. Đúng đúng, có thịt ăn rồi. Này, làm gì thế? Cười đến mức này. Cô Lưu mới đến mặc áo khoác cho thịt heo, rồi nổ súng.
Lão đại Lưu, thế này là sao? Phân tích vết thương súng gây ra trên thi thể, đạn dược bắn từ phía sau, không có xuyên qua, dừng lại trước ngực. Nhưng nếu cố ý bắn, tại sao lại bắn từ phía sau? Cự ly gần như thế, với quy lực của súng bao sơ, chắc hẳn đạn sẽ xuyên qua người, chứ không phải dừng lại trong người. Hiểu rồi, đây chính là cách cách. Thí nghiệm mô phỏng chứng minh, cự ly gần với quy lực của bao sơ, chắc chắn đạn sẽ xuyên qua người. Hiểu. Thế còn nhìn ra gì nữa không? Tôi chưa chắc. Chậm thôi anh. Anh, cái cô kia cũng đã lấy súng bắn thịt heo rồi. Làm bừa thật. Chẳng phải cô ta nói không đủ động cơ phạm tội sao? Những lời bà cụ nói với đội trưởng Dương thì đã đủ liên kết với vụ án này rồi. Thành thân Dương tham phú phụ bần, muốn hủy hôn ước, còn ép Cách Cách đến Mãn Châu. Trong lúc Na Đại Pháo tức giận, đến phủ Cách Cách nối lý. Trước khi đi còn xin phê chuẩn 20 viên đạn. Đến phủ Cách Cách, hai người nói chuyện không xong, cậu ta liền nổi giận móc súng ra bắn, còn chủ động gọi điện cho đội trưởng Dương. Chính là cậu ta. Lão đại, lão đại, tôi biết anh nóng lòng phá án. Chờ bắt được Na Thành Vũ, vị trí tổng thám trưởng sẽ là của anh. Na Đại Pháo trang bị nhiều đạn như thế, quá nguy hiểm. Chó, chó cùng rước chậu. Kỹ thuật bắn của hắn không bình thường đâu. Không thì mang theo nó làm gì? Lão đại, chậm thôi. Lão đại, sao vậy? Đạn gặp dược bắn, tình huống bình thường, là đầu đạn tiếp xúc với áo ngoài trước, vậy thì giải nên dính ở phần đầu đạn. Đã hiểu. Tôi đã biết vì sao chị mặc áo cho nó rồi. Nhưng phần dưới của đầu đạn này lại dính sợi vải ở phần đuôi hơn. Vậy nó lại chứng minh được vấn đề gì nữa? Chỉ có một cách để giải thích. Viên đạn này không được bắn từ súng chính quy, mà là súng cải trang hoặc tự chế, không có quỹ đạo. Cho nên sau khi bắn ra đạn không đi quy tắc, không phải đi đường thẳng mà là đi theo cách xoay tròn. Lúc đó bắn trúng Cách Cách, đúng lúc đuôi đạn xoay đến trước, cho nên phần đuôi đạn mới dính giải nhiều hơn. Nhưng súng lục của Na Thành Vũ sẽ không đi sai quỹ đạo đâu. Vậy nên người với Cách Cách không phải Na Thành Vũ, ít nhất là không dùng súng của hắn. Tôi cho là như thế. Nhưng chỉ có một vỏ đạn, lại là do Na Thành Vũ xin lĩnh. Hiện trường ngoài Na Thành Vũ ra lại không có người thứ hai. Chuyện này rốt cuộc là sao? Những nghi vấn này là công việc tiếp theo của tôi. Khoa học luôn chính xác. Công thức của cung đình: bánh bao da mỏng thịt nhiều, bánh bao đi qua ngang qua đừng bỏ qua, da mỏng nhân dày. Công thức cung đình: bánh bao đây, chính là đây. Rõ ràng thế sao? Ai lại bắn đứng con trai mình? Bánh bao. Lão đại Lưu, trinh thám Triệu đi bắt Na Đại Pháo rồi. Bước một còn chưa xong, cần gì vội vàng bước thứ hai? Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Cậu đến đội chống thuốc phiện, mang đến tất cả hồ sơ của những tên tội phạm buôn thuốc phiện Na Thành Vũ đã bắt đến đây. Được. Công thức cung đình, hai vị xin mời. Bánh bao đây, xin mời, xin mời. Nào uống nước đi. Học hỏi đi.
Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, cao minh. Được được, nào nào bánh bao đây. Không xem không biết, vừa xem giật cả mình. Na Thành Vũ này có bản lĩnh đấy, làm năm dùng, phá không ít vụ án thuốc phiện. Chị xem, không phải đang xem câu chuyện anh hùng, mà phải điều tra ra những kẻ Na Thành Vũ đã bắt được và những kẻ đã lột lưới. Đã hiểu, tôi làm việc chỉ cứ yên tâm. Tiểu Ma Can, cậu có hơi khác với tuần bổ khác. Điểm nào? Cậu không kiếm cơm mà là yêu thích. Ôi lão đại, tôi phục chị thật. Từ nhỏ tôi đã thích phá án, thần tượng của tôi là Bao Công. Nhưng thật ra vào đây tôi cũng rất phí sức. Cha tôi phải tốn 10 đồng đại dương, nhờ cậy người ta tôi mới được vào. Anh hùng không luận xuất thân, tiếp tục cố gắng, chắc chắn cậu sẽ trở thành một tuần bổ tốt. Dạ. Nào, mang danh sách con buôn thuốc phiện đã chỉnh lý xong, kiểm tra chi tiết lại lần nữa. Không thành vấn đề. Bánh bao, bánh bao, bánh bao. Da mỏng thịt nhiều, công thức cung đình. Bánh bao nóng hổi đây. Ông chủ, thêm vào rượu. Vì kinh doanh ổn không? Làm ăn giỏ kiếm cơm qua ngày thôi. Nào nào nào, ngồi xuống uống một ly. Không dám. Có chuyện gì ngài cứ nói. Ngay thẳng. Biết gì nói đó. Đã nói sẽ không giấu giếm. Ông chủ, nói cho chúng tôi nghe chuyện của hàng bánh bao đối diện đi. Hàng bánh bao đối diện à? Anh tìm đúng người rồi. Hàng bánh bao đối diện, nghe nói là do hai vợ chồng già từ Thiên Tân đến mở, là con cháu Bác Kỳ, họ Na đấy. Đặc biệt tự gọi bánh bao nhà mình là theo công thức cung đình. Thật ra hương vị cũng bình thường. Không nói gì bánh bao, nói gì con trai nhà họ đi. Ý anh nói thằng nhóc nhà lão Na à? Lão Na luôn khoác lác, nói với mọi người con trai ông ấy làm cảnh sát trưởng ở phòng tuần bổ Thiên Tân. Thật ra chỉ là một tuần bổ bình thường. Ông chủ, là anh ta sao? Đúng, chính là cậu ta. Anh ta có về đây không? Về rồi, khi nào? Mỗi năm Tết đến và rằm tháng 8. Tóm lại, một năm cũng có về mấy lần. Tôi hỏi là gần đây có về không? Đúng, một tháng trước có về. Nhưng đi rất vội vã, ăn cơm trưa xong là đi ngay. Không chừng có về rồi, nhưng mà anh không biết đấy. Không thể nào. Kinh doanh đối diện giao, nhà họ một ngày bán bao nhiêu lòng bánh bao, bán bao nhiêu cái, người đến mua bao nhiêu, là nam hay nữ, tôi đều biết rất rõ. Ở thôn Dương này, nhà họ có chỗ ở nào khác không? Tuyệt đối không có khả năng. Hai vợ chồng ông ấy rất túng quẫn. Phía trước buôn bán, phía sau là chỗ ở. Không phải là thằng nhóc nhà lão Na xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Không nên nói thì đừng nói.
Ngày xảy ra vụ án, cửa sổ đang mở sao? Đúng vậy. Cách cách thích không khí trong lành. Ngày nào thức dậy cũng bảo tôi mở cửa sổ ra. Căn lầu đối diện ở khá gần, cửa sổ đối diện nhau. Cách cách không sợ bất tiện sao? Ai nói không? Từ năm ngoái, bên đối diện mở một lữ quán gia đình, cứ luôn có khách đứng ở cửa sổ nhìn chúng tôi. Cách cách bảo tôi lắp rèm cửa màu tối. Lúc nghỉ ngơi và lúc không tiện, chúng tôi sẽ kéo nó lại. Theo yêu cầu của chị, tôi đã xem hết tất cả hồ sơ của những tội phạm mà Na Thành Vũ bắt được. Mãn hạn phóng thích thì tổng cộng 11 người, có 6 người chết vì hút thuốc phiện, có 3 người đang ở trại cai nghiện và còn có 2 người đang mất tích. Trọng điểm là cá lột lưới. Lột lưới thì tổng cộng 4 người, có 2 người vì nội bộ lục đục mà đi bán muối rồi. Còn lại 2 người, có ảnh 4 người này không? Không chỉ có mỗi ảnh thôi, còn có tư liệu chi tiết đây. Khoa học luôn chính xác. Căn cứ theo tất cả tin tức đã biết, tôi dám suy đoán một kết luận. Hiện giờ chính là quá trình chứng thực. Ấn tiếp đi. Đến ngay, đến ngay. Hai vị là phòng tuần bổ đây. Có chuyện gì thế? Tôi là người làm của nhà này. Chủ nhà đã về Mỹ rồi, không trả tiền công, bảo tôi trong lữ quán này tự kiếm tiền. Tôi đừng căng thẳng, chúng tôi không đến thu phí trị an đâu. Hoàn cảnh không tệ. Hay là tôi không ở lữ quán nữa, dọn đến chỗ các người nhé. Rốt cuộc hai người có việc gì thế? Không có chuyện gì. Giúp chúng tôi nhận diện vài người. Hình như tôi từng thấy người này. Chị xem kỹ lại đi. Không sai, chính là hắn. Mấy tháng nay hắn luôn đến chỗ này. Người này chính là Tam Bao, đầu sỏ buôn thuốc phiện bị lột lưới. Mau kể lại tình hình chi tiết đi. Người này rất kỳ lạ. Hôm trước hắn đến đặt tiền cọc 2 ngày, đến lúc trả phòng thì không thấy người đâu. Không nói gì mà đi sao? Chứ gì nữa. May là trong phòng không mất thứ gì, nếu không thì tôi xui xẻo rồi. Mau đưa chúng tôi đi xem thử. Được, đi theo tôi. Có phải lần nào hắn đến đều ở phòng này không? Sao cô biết? Trong phòng này không để lại gì hết sao? Ý cậu là như báo đã đọc, hộp thuốc hay gì đó? Không có. Căn phòng này do tôi quét dọn, không có gì hết. Chắc là thế này.
Bánh bao, bánh bao. Bánh bao da mỏng thịt nhiều. Công thức cung đình. Lão đại, hắn chơi không thành kế rồi. Bánh bao cũng không tệ, nếm thử đi. Khẩu âm Thiên Tân của cậu sẽ khiến ông bà ấy nghi ngờ. Khẩu âm Thiên Tân gì chứ? Anh nói tôi sao? Tôi chỉ mua cái bánh bao thôi mà. Da mỏng thịt nhiều. Bánh bao công thức cung đình. Bác trai bác gái bán một cân bánh bao. Bánh sẵn chỉ có nửa cân thôi. Nếu cậu không vội, lát nữa là có. Không vội không vội, cậu ngồi đi. Bánh bao. Bánh bao da mỏng thịt nhiều. Công thức cung đình đây. Ăn trước đi. Ăn xong vẫn còn. Được. Bánh bao đây. Nghe khẩu âm của bác trai chắc không phải người địa phương đúng không? Nghe ra được sao? Tôi nói cậu nghe, chúng tôi là Tương Hoàng Kỳ chính tông, người gốc Hoàng Thành, hiện giờ gọi là Bắc Bình. Ông xem ông đi, đầy nửa rồi, dân quốc rồi, binh quan mã loạn. Hai vợ chồng già chúng tôi lưu lạc đến đây. Có một câu nói thế nào nhỉ? Gọi là sinh ra không đúng thời, phượng hoàng trụng lông, còn chẳng bằng với gà. Bác trai bác ngồi xuống mà nói. Tôi thấy bác trai bác gái cũng lớn tuổi rồi. Con cái đâu rồi? Cậu nói con trai tôi à? Thế thì có chuyện để nói rồi. Con trai tôi theo người Tây, làm ở phòng tuần bổ, ăn cơm nhà quan đấy. Nếu không phải vì vậy thì đã sớm kết hôn với Cách trong phủ. Kết hôn với Cách, đó là hoàng thân quốc thích đấy. Đúng vậy, cho nên mới nói khi nào con trai thành hôn, lúc đó tôi sẽ quay về Thiên Tân. Đến khi đó có cháu thì trông cháu phụ giúp. Đúng đó. Tục ngữ nói rất hay, thương cho tấm lòng cha mẹ thế gian. Tôi thích nghe câu này. Chàng trai, con người ở bên ngoài phải thường xuyên viết thư cho người già, để mà con báo bình an đúng không? Để người già đỡ phải lo lắng cho cậu. Bác trai nói đúng. Con trai chúng tôi cả tháng trời không có tin tức. Tôi vô cùng nhớ nó. Lại cằn nhằn rồi. Thành Vũ nhà chúng tôi làm gì có chỗ người Tây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ biết lo lắng lung tung. Mẹ Thành Vũ, bánh bao xong chưa? Xong rồi, lập tức lấy qua đây cho cậu ấy. Đến ngay, đến ngay. Đến rồi, đến rồi. Bác trai, bác gái, tôi còn có chút việc, tôi phải đi trước đây. Được rồi, cảm ơn, đi thông thả. Đi thông thả. Tôi đoán là Tam Bao quyết chí báo thù, nắm bắt được hành tung của Na Thành Vũ, mai phục ở đây. Khi Na Thành Vũ đến tìm Thành Cách, hắn đổ súng khiến Thành Cách trúng đạn tử vong. Bởi vì đám buôn thuốc phiện như Tam Bao mua súng được chế tạo ở Sơn Tây, cho nên đường bắn của đạn không theo quy tắc. Vậy thì khớp với đầu đạn của chị lấy ra rồi. Nhưng mục tiêu của Tam Bao là Na Thành Vũ. Hắn giết Cách làm gì chứ? Tam Bao là tội phạm thuốc phiện, không phải sát thủ chuyên nghiệp, cho nên hắn bắn lệch là việc bình thường. Không đúng, Na Thành Vũ cũng nổ súng. Nếu không sao hiện trường lại có vỏ đạn của Na Thành Vũ lãnh chứ? Thành Cách trúng đạn ngã xuống đất. Na Thành Vũ là tuần bổ thường xuyên chiến đấu ở tuyến đầu. Phản ứng bản năng là gì? Nói đi. Nổ súng bắn trả. Nếu Tam Bao đổ súng ở đây thì vỏ đạn của hắn ở đâu? Đừng vội, hiện trường là chân thật nhất. Chúng ta thử tìm lại đi. Không có gì hết. Nếu Na Thành Vũ nổ súng bắn trả về hướng này, chắc chắn sẽ có dấu đạn và đầu đạn. Không có gì cả. Trái lại cũng là một phát hiện. Tôi từng xem hồ sơ các vụ án của Na Thành Vũ,
hắn là một tay súng thần, hạng mục sát hạch bắn trúng, 3 năm liền đều hạng nhất. Trong quá trình bắt tội phạm, bao nhiêu lần bắn cho tội phạm bị thương ở chân đều hoàn thành nhiệm vụ. Nếu phân tích như thế, phát súng Na Thành Vũ bắn trả, rất có khả năng Ta Mau đã trúng đạn. Xem hai vợ chồng già này đi, không biết chuyện Na Thành Vũ với Cách Cách, liệu hai người họ có đang diễn cho chúng ta xem không? Con trai sẽ ra chuyện lớn thế, không thể nào điềm tĩnh như thế được. Chưa về không có nghĩa không về. Đừng thả lỏng, trông chừng chặt chẽ vào. Vậy ta dẫn một người xuống, một người lấy súng nhắm sau. Nếu cậu ta kháng cự thì bắn tay cầm súng của cậu ta. Bánh bao, bánh bao, bánh bao da mỏng thịt nhiều. Tam Bao, tên thật Đại Tam Qua, năm nay 35 tuổi. Bởi vì lúc nhỏ không có tóc tai gì, cho nên gọi là Tam Bao. Người Tân Bắc Kế Châu, Tây Sơn Dụ, lớn lên trên núi. Tình trạng gia đình mất cha mẹ từ nhỏ, hắn ta sống cùng ông bà. Năm 15 tuổi ông bà cũng không còn. Hắn lưu lạc Quan Đông rồi đến Đông Bắc. Năm trước vừa về từ Đông Bắc, triệu tập một đám hút thuốc viện, mua bán thuốc viện. Người này hung tàn gian xảo, lội liều mạng, ngay cả người của mình cũng không bỏ qua. Na Thành Vũ theo dõi hắn nửa năm, dẹp sạch hang ổ của hắn, nhưng lại để Tam Bao chạy thoát, trốn về Đông Bắc, không về được. Hắn còn nợ một nửa tiền hàng của nhà trên ở Đông Bắc. Đội chống thuốc viện ra lệnh treo thưởng truy nã hắn, cho nên hắn cũng không thể ở Thiên Tân được. Không còn nơi nào để trốn. Có lẽ đã trốn về quê, về lại núi rồi. Không chừng Na Thành Vũ cũng đã theo Tam Mao rồi. Phân tích tốt lắm, lập tức xuất phát. Wilson tiên sinh, đã hiểu. Tạm biệt. Lão đại, có tình hình gì? Cô luôn phán đoán là Tam Mao giết Cách Cách, đã đến Kế Châu bắt hắn rồi. Có chứng cứ gì? Wilson nói chỉ là phân tích phán đoán, còn chưa chắc chắn. Làm đùa thật. Nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi đến thay cho anh. Lão đại, nửa ngày trước không ăn không uống, tôi hơi đói rồi. Hình như thôn phía trước tên là Đông Sơn Dụ. Đi thôi, đến nhà bảo trưởng xem thử. Được. Thầy ca, ngủ tiếp đi, dù sao tôi cũng không ngủ được. Mập, cậu nói xem, có phải lần này chúng ta nhầm rồi không? Lão đại, anh sao thế? Lo được lo mất thế này không giống anh. Cô gái kia đi đến Đại Sơn rồi, lỡ như chúng ta ở đây không chờ được Na Đại Pháo, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Lão đại, có phải anh có lòng riêng gì không? Ý gì? Vốn chỉ cho rằng phá vụ án này, vị trí tổng thám trưởng chắc chắn là của anh, nhưng hiện giờ chẳng có manh mối gì, có phải lo lắng không? Lão đại, để tôi phân tích vụ án cho anh nghe. Chúng ta ở đây chờ Na Thành Vũ chắc chắn không sai. Một,
Na Thành Vũ giống dĩ chính là người có hiểm nghi lớn nhất, có thể lẻn về đây bất cứ lúc nào. Hai, cho dù cô gái kia đoán đúng, Na Thành Vũ theo Tam Bao đến Đại Sơn, chúng ta ở đây cũng đồng nghĩa đã phủ nhận một khả năng khác. Chẳng phải cũng đã gián tiếp phá án lập công sao? Lão đại, chuyện thăng quan phát tài, ý trời bảo thì sẽ có, ý trời không cho anh đừng miễn cưỡng. Tôi buồn ngủ rồi. Không phải nói mất ngủ sao? Có từng nhìn thấy hai người này không? Vậy trong thôn có bác sĩ không? Bác sĩ chính là Lan Trung. Người chúng tôi tìm có lẽ đã bị trúng đạn, có khả năng đã đi tìm Lan Trung để trị. Lan Trung mà cậu nói thì có. Ở xung quanh đây đau đầu chóng mặt gì cũng tìm người đó. Chị có thể đưa chúng tôi đi tìm không? Được. Có biến. Trong chừng. Na đại pháo. Đứng lại. Ai đó? Phòng của tuần bổ điều tra án. Lừa ai thế? Tránh ra. Muốn đi không dễ thế đâu. Đừng ép tôi, cứ nhào vô. Nhà nghề gì? Con cháu bác Kỳ từ nhỏ đã học võ. Này, các người làm gì thế? Thời nào mà còn dùng tay? Buông ra cho tôi. Lan Trung. Thôi Lan Trung, mở cửa. Đến ngay. Mở cửa đi Lan Trung. Ai thế? Tôi bảo trưởng đây. Bảo trưởng. Lâu lắc thế. Đang ngủ. Tôi giới thiệu với ông, đây là trưởng quan của phòng tuần bổ. Đến hỏi ông chút chuyện. Có từng gặp người này không? Chưa từng. Người này là tội phạm truy nã. Nếu hắn đến tìm ông chữa trị, lập tức thông báo cho bọn tôi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Thế thì làm phiền ông. Đi thông thả. Mau lên. Nhìn cho kỹ. Nhìn kỹ cho tôi. Là trưởng quan đi phá án thật sao? Tôi tưởng là người xấu. Hiểu rõ quá rồi đúng không? Tôi đã bảo cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi mà. Trưởng quan, cậu đừng làm khó cậu ấy nữa. Cậu xem, chúng tôi là hàng xóm mà. Cậu ấy cũng chỉ là tốt bụng thôi. Na đại pháo đi đâu rồi? Thành Vũ, xảy ra chuyện gì rồi? Không phải. Bác còn giả vờ sao? Bác lớn tuổi thế này rồi, tôi thấy mở cửa sổ chạy đi đấy. Thiên địa lương tâm, chúng tôi thật sự không biết. Thật sự cho rằng người xấu đến nhà báo thù mà. Phải, lão già. Cứng miệng lắm đúng không? Tôi cho ông mập. Ông bác,
đến phòng tuần bổ là sẽ phải chịu cực hình đấy. Chúng ta đang đến Tây Sơn Vũ à? Tam Mao mà các người tìm có phải ở Tây Sơn Vũ tên là Đại Tam Hoa không? Mau lấy ảnh ra cho đại thủ xem lại. Được. Mười mấy năm không gặp, không nhớ rõ bộ dạng nữa. Tóm lại tôi biết cha mẹ hắn chết sớm, mười mấy tuổi đến Quan Đông. Năm kia có người nói đã trở về đây làm ăn phát tài đấy. Không sai, chính là hắn. Các người tìm Tam Mao, chắc chắn Lan Trung sẽ không nói cho các người biết đâu. Tại sao? Cha mẹ hắn chết sớm, ông cũng không rõ. Lan Trung này chính là cậu ruột của Tam Mao. Mau quay lại, cẩn thận chút. Tối lỏng một chút. Anh câm miệng lại cho tôi. Đừng tưởng tôi không làm gì được anh. Chờ đấy. Hai người biết điều một chút cho tôi. Đừng lên tiếng. Lão đại, cứ trối mãi cũng không phải cách đâu. Đại Pháo là một đứa con hiếu thảo, có lẽ sẽ quay về. Tiểu Ma Can, lên. Hiểu. Không được cử động. Thắp đèn. Tôi biết các người sẽ quay lại. Tam Mao, cháu trai của ông, dám trợn mắt nói dối không quen biết. Khủng khiếp, lần này tội ông lớn lắm. Tôi khai. Tối hôm trước, cháu trai tôi. Ôi trời, cháu ăn chậm thôi. Ăn như chết đói đấy. Cháu nhìn cháu đi, mấy năm nay chết ở cái lỗ nào rồi? Cậu, để nói sau đi. Xử lý giúp cháu trước đi. Cháu làm sao thế này? Ăn một viên đạn. Giúp cháu lấy đầu đạn ra. Cậu không cần sợ. Xong rồi cháu đi ngay. Bất kể có ai hỏi, cậu cứ bảo chưa từng gặp cháu. Tôi lấy đầu đạn ra cho nó, lấy cho nó chút lương khô, rồi nó đi mất. Là đạn trong khẩu súng của Na Thành Vũ. Nói vậy, Na Thành Vũ thực sự đã nổ súng bắn trúng Tam Mao. Tam Mao, Tam Mao, là cậu đây. Tam Mao,
Ông nghĩ lại xem, ta mau không có thể đi đâu. Cái này tôi thật sự không biết. Suy nghĩ cho kỹ, nghĩ ra rồi thì coi như lấy công chuộc tội. À đúng rồi, rừng cây phía bắc là mộ tổ nhà nó. Nó trở về chắc chắn sẽ đi thăm mộ. Còn không mau đưa chúng tôi đi. Được. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Na Thành Vũ, tôi phục anh thật. Đuổi theo tôi đến tận đây. Ta mau. Nếu anh sợ rồi thì giơ tay đầu hàng. Buồn cười. Tôi là ai? Tôi đầu hàng anh sao? Na Thành Vũ, người phụ nữ của anh chết rồi. Anh cũng đã quét sạch hang ổ của tôi, chặt đứt đường kiếm tiền của tôi, còn bắt mười mấy anh em của tôi. Chúng ta coi như quà rồi. Quà sao? Anh giết chết người tôi yêu. Đám khốn kiếp các anh dùng thuốc phiện hại người, chết không hết tội. Na Thành Vũ, tôi biết anh hận tôi, anh muốn giết tôi, nhưng anh cũng không bắt được tôi. Mọi người cũng không dễ dàng gì. Hôm nay anh đừng đuổi theo tôi nữa. Anh tha cho tôi đi. Túi tiền này của tôi cho anh hết. Đừng mơ. Tiền là thứ tốt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Này, anh nhận lấy. Thế nào? Tôi nói giữ lời đúng không? Số tiền này là tang vật. Tôi nhận trước thay anh. Sau này để làm chứng cứ thẩm vấn anh. Bắn chết anh. Anh chơi tôi sao? Mau, có tiếng súng. Hết đạn rồi. Ta mau ra đây đi. Na Thành Vũ, đừng nổ súng. Na Thành Vũ, đừng nổ súng. Ra đây. Tôi đầu hàng. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Nên chấm dứt rồi. Na Thành Vũ, cho anh mặt mũi thì không chịu. Đây là tôi chuẩn bị cho anh đấy. Anh biết đây là đâu không? Đây là mộ tổ nhà tôi.
Ông tôi, bà của tôi, cha mẹ tôi đang ở trên trời phù hộ cho tôi. Đáng đời cho anh xui xẻo. Nóng nảy sao? Nổi nóng cho tôi xem. Tam Mau, hoan nghênh anh trở về. Phong tuân bổ anh tu giới. Không phải, chàng trai, phải nói thế nào đây? Ông im miệng cho tôi, tôi bị quan. Cha đó, anh thả tôi ra, tôi nói cho anh biết. Còn không khai, tôi đưa các người về phòng tuân bổ. Được, đã hiểu, cử trối thả người, sao vậy? Vụ án được phá rồi. Hôm đó vừa ra khỏi nhà giam, tôi đã đến phủ Cách Cách. Thì chỉ là A Mã em từ hôn thôi mà. Anh đấy, anh nhỏ nhen thật. Anh nhỏ nhen, đường đường là một thân dương, chạy đến Mãn Châu làm con rối cho Nhật Bản, mất hết mặt mũi tổ tông rồi. Lần này thì hay rồi, còn bảo em đi cùng đi bán nước sau. Được rồi. Này, được được được, nghe anh, không đi nữa, không đi nữa. Được được, Thành Vũ, hay là chúng ta kết hôn đi? Kết hôn? Hoàn cảnh nhà anh, uổng cho anh là đàn ông đấy. Nếu anh không muốn ở đây thì em bán nó đi, sau đó lại mua một căn nhà. Không phải, anh không phải có ý đó, nhưng mà anh thấy ngại. Việc này việc gì mà ngại chứ. Dân quốc rồi, chuyện mới làm theo cách mới. Cuối tháng chúng ta đi đăng ký. Được. Thành Vũ, hay là không làm tuần bổ nữa, được không? Vì sao? Tính tình anh gây thẳng như thế, còn bắt được nhiều kẻ bán thuốc phiện như thế, bọn chúng sẽ tìm anh tính sổ đấy. Còn có người bỏ tiền ra rồi lấy đầu anh. Em sợ. Sợ cái gì? Cùng lắm thì liều thôi. Đừng ai coi ai ra gì. Cách Cách, em biết anh mà. Anh mà nổi nóng lên, không ai ngăn cản nổi. Được, anh lợi hại lắm. Sợ anh rồi, được chưa? Em yên tâm đi, anh sẽ tự chăm sóc bản thân. Thế nhất trí rồi nhé. Tháng sau cùng em đi xem nhà. Được. Na Thành Vũ, quét sạch hang ổ của tôi, còn bắt mười mấy anh em của tôi. Tôi muốn giết anh ta. Một cơ hội tình cờ, tôi phát hiện căn lầu đối diện phủ Cách Cách. Đứng lại. Đứng lại.
Đội trưởng Dương, chỗ tôi xảy ra chuyện rồi. Na đại pháo. Alo, alo. Na đại pháo. Cứ vậy, vì báo thù cho Cách Cách, tôi theo sát Tam Bao, một mực đuổi theo đến Tây Sơn Vũ. Na Thành Vũ giống như nổi điên, liên tục đuổi theo tôi, đuổi theo đến mộ tổ quê tôi. Nếu các người không đến kịp, tôi đã diệt anh ta. Anh nổ súng với Thành Cách Cách, nhưng mà trong lòng anh không phát hiện vỏ đạn. Ở đây, mỗi lần tôi giết một người đều sẽ giữ lại vỏ đạn làm kỷ niệm. Khoa học luôn chính xác. Bác trai, xin lỗi bác. Sao lại nói vậy? Mau đứng lên, đứng lên mau. Chúng ta là không đánh không quen biết. Đi thôi. Xin lỗi nhé. Tiền thưởng chẳng phải tôi cũng chưa đưa tiền phòng sao? Đi nhé. Cười gì? Tôi cười các người uổng phí công sức. Ông chủ tôi sẽ cứu tôi. Tôi sắp có thể ra ngoài rồi. Đúng, tôi chính là ông chủ. Ông chủ của Tam Mao. Đường đường là Tổng lãnh sự Chino Kochi của Nhật Bản, không ngờ lại là một kẻ buôn thuốc phiện. Học theo đế quốc Anh các người đấy. Đừng quên, chiến tranh thuốc phiện là do các người khơi mào đấy. Vì để thay đổi định kiến của người Trung Quốc, hiện tại anh tôi với chúng tôi kiên quyết ngăn cấm buôn bán thuốc phiện. Để đế quốc Đại Nhật Bản chúng tôi trồng trọt anh túc ở Mãn Châu, sản xuất thuốc phiện, người Trung Quốc bằng lòng hút, trao đổi công bằng. Tại sao không cho phép? Khốn kiếp, ý đồ thực sự của các người là dùng thuốc phiện bòn rút lợi nhuận cao, phát triển kinh tế Mãn Châu, làm giảm thể chất người Trung Quốc, giảm sức chiến đấu của họ, để chuẩn bị cho chiến tranh toàn diện. Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi có giả tâm, tôi thừa nhận. Chẳng phải đại đế quốc Anh cũng thế sao? Trung Quốc chính là một miếng thịt béo, ai cũng muốn ăn. Không phải sao? Vụ án Cách Cách bị giết lần này ảnh hưởng rất lớn. Chủ phạm Tam Mao vô cùng hung ác, cấp trên và truyền thông đều đang nhìn chằm chằm. Tôi biết, tôi sẽ không làm khó anh. Ngài lãnh sự, thế này là sao?
Sakato Yoko, tổ trưởng kinh tế của quân đội Quang Đông. Cách cách là do cô ấy, cách cách là do cô ấy giết Di Na Thành Vũ đã gây nên đả kích có tính hủy diệt đối với đường dây tiêu thụ thuốc phiện Thiên Tân. Cho nên chúng tôi đã chiếm tòa nhà đối diện phủ Cách Cách, chuẩn bị trừ khử cô ta. Là Na Thành Vũ. Còn không mau đủ súng, quá xa, sợ bắn không chuẩn. Ngu ngốc. Chuẩn thật. Không ổn, chạy mau. Cho nên các người cố ý tiết lộ hành tung của Tam Bao, muốn Na Thành Vũ và Tam Bao tàn sát lẫn nhau, mượn tay phòng tuần bổ chúng tôi giết Tam Bao để diệt khẩu, đồng thời muốn tạo ra hiện tượng giả, gây ra hỗn loạn, khiến chúng tôi tự tàn sát nhau. Có biến. Trong chừng. Na đại pháo. Nhưng không ngờ Tam Bao bị bắt sống. Là tôi sơ suất, gây phiền phức cho Đại Đế Quốc. Biết sai thì tốt. Tận trung vì Đế Quốc đi. Dạ. Wilson tiên sinh, vụ án buôn thuốc phiện và vụ án Cách Cách bị giết là hành vi của một mình Tam Bao. Vì trị an lâu bền của anh tù giới, chuyện đặc thù, xử lý đặc thù, quyết định lập tức thi hành xử bắn để răn đe cảnh cáo. Ly rượu này có thể uống chưa? Đi. Chuẩn bị. Wilson tiên sinh, vụ án Cách Cách bị giết lần này, hung thủ bị bắt trong 3 ngày, có thể giới thiệu về quá trình cho chúng tôi biết không? Hung thủ Tam Bao bị bắn chết, trước khi chết hắn có hối hận không? Xin lỗi, ngày mai chúng tôi phải mở tiệc mừng công, đến lúc đó hoan nghênh mọi người. Thật sự xin lỗi. Wilson tiên sinh, vụ án này phá quá xuất sắc, hoàn mỹ. Wilson tiên sinh, sao Tam Bao lại bị xử bắn thế? Chẳng lẽ không nên sao? Tôi không có ý đó.
Vụ án này có ẩn tình khác. Nghe Na Thành Vũ nói, ông chủ của Tam Bao là người Nhật ở Đông Bắc, hình như còn có bối cảnh quân phiệt. Chúng ta nên thuận theo mà điều tra. Được rồi, mọi người ngừng lại đi. Vụ án này đã đặt một dấu chấm hết hoàn hảo. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa. Cô Lu, cô chính là tổng tham trưởng của phòng trùng bổ rồi. Tôi không vì vị trí đâu. Ý tôi nói đằng sau chuyện này không sai. Thuốc viện của Tam Bao mua từ tay người Nhật. Hôm đó có người giả dạng đã đẩy pháo vào hàng bánh bao. Mặc kệ nó. Ý tôi là mặc kệ nói thế nào, mọi người đều là anh hùng, đều có công lao. Trình Thám Triệu thăng làm phó tổng thám trưởng. Hai người được tăng lương, mỗi người được cộng thêm 5 đồng đại dương mỗi tháng. Không nhắc nữa. Lát nữa đi tìm đại pháo. Tiệc mừng công ngày mai sẽ có phóng viên phỏng vấn. Các anh hùng của tôi chuẩn bị cho tốt. Xử lý Na Thành Vũ. Thuốc viện của Đại Đế quốc Nhật Bản chúng ta sẽ được trôi chảy ở tu giới này. Dạ. Chuyện ở tu giới rất vi diệu, muốn tìm hiểu chân tướng nhất định phải tự tay ra tay. Tôi cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Tìm được Na Thành Vũ rồi tính. Bà nội, chúng ta ăn mì. Thành Vũ, hôm nay con đại nạn không chết. Nào, ăn bát mì hỉ cho đỡ sợ. Thành Vũ, ngoài cửa có người. Hai người. Bà nội, bà nội, bà nội, bà nội. Làm không tệ. Không hổ là dũng sĩ của Đại Đế quốc Nhật Bản. Na Thành Vũ chết vì bị báo thù, băm thành trăm mảnh. Hoàn mỹ. Lập tức dẫn chuyển thuốc viện. Tầng hầm đã trống rỗng. Dạ. Anh Na kìa. Đi theo tôi. Mau lên. Lẹ lên đi. Trong những cái thùng kia đều là thuốc phiện, giết người diệt khẩu, sau đó xây dựng trung tâm thuốc phiện mới. Đi vào đó.
Lão đại, chúng ta quay về báo cáo trước đi. Đúng vậy, không biết bên trong có bao nhiêu người, có lẽ đều có súng. Chúng ta nên xin chi viện đi. Muốn tìm được chân tướng thì phải tự mình ra tay. Đi. Lãnh sự, chạy mau. Bọn họ đánh vào rồi. Na Thành Vũ dẫn người đánh đến đây rồi. Không phải các người nói Na Thành Vũ bị các người bắn chết rồi sao? Khủng khiếp. Tiêu diệt bọn chúng. Tiêu diệt bọn chúng. Yadokuchi, tao giết chết mày. Giao cho phòng tù bổ. Đi. Người Trung Quốc các người đều là kẻ yếu hèn, có giỏi thì một chọi một. Đến đây. Người Trung Quốc không sợ đánh thay đôi đâu. Đại pháo, đi đi, đi mau. Có các người ở phòng tù bổ, tù giới
sẽ không còn là một mảnh đen tối. Tới đây, đi, đi thôi. Tới đây.